Cách chăm sen đá vào mùa đông. Thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển dần sang mùa đông. Thời tiết mà cây cối bắt đầu rụng lá, không còn phát triển mạnh mẽ và rực rỡ. Tuy nhiên có một loại đến mùa đông và thời tiết lạnh thì lại đẹp hơn, đó chính là sen đá. Trước tiên chúng ta cùng giải đáp một số thắc mắc rồi cùng bàn đến cách chăm sóc sen đá vào mùa đông. Chăm SOC sen DA vào mùa đông. Vì sao sen đá lên màu đẹp vào mùa đông? Câu hỏi. Có nhiều bạn thắc mắc vì sao cây ở Đà Lạt, cây mới mua ở cửa hàng về rất đẹp nhưng chỉ một thời gian sau khi mua cây về thì cây bắt đầu xấu và chuyển sang màu xanh. Sen ra lên màu. Trả lời. Sự đổi màu của sen đá một phần là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, khiến cây bị stress, tiết ra nhiều anthocyanins, vì thế mà màu sắc của sen đá cũng thay đổi. Đặc biệt ở Đà Lạt và thời tiết miền Bắc vào mùa đông thường có xảy ra hiện tượng này, ban ngày thì có nắng nhưng ban đêm lại lạnh. Cách chăm sóc sen đá vào mùa đông. Vào mùa đông cây thường phát triển chậm và lượng ánh sáng sẽ bị hạn chế hơn mùa hè. Chính vì thế chúng ta cần điều chỉnh hai yếu này. Ánh sáng, cần bổ sung ánh sáng cho cây. Nếu để trong nhà thì nên lắp đèn riêng thắp sáng trên 12 tiếng. Nên đưa cây ra ngoài trời chỗ có nhiều ánh sáng, vì thường ánh sáng mùa đông nhiệt độ thấp nên ta hoàn toàn có thể để nguyên ngoài trời. Nước. Vào thời tiết mùa đông bộ rễ cũng gần như ngưng phát triển. Vì thế cây chỉ cần một lượng nước rất nhỏ để duy trì. Tuy nhiên nếu tưới quá nhiều hoặc mưa nhiều thì chỉ cần đảm bảo giá thể thoát nước nhanh và nơi để cây thoáng gió là được.